Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Âm mưu của kẻ thứ ba của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi lúc này cứng người. Quả thật là có một số thói quen tôi chưa bỏ được. Đó là mật khẩu điện thoại của tôi và Hiếu đều chung một mã. Vì vậy khi nhận điện thoại, tôi cứ như một phản xạ mở nó ra vậy. Cả bàn lúc này chằm chằm nhìn vào tôi, mà tôi cũng chưa biết nên nói thế nào. Thì Hiếu đưa tay lấy điện thoại rồi nói với con Thư: "Em đừng có kiếm chuyện nữa." Con Thư không vừa, giật lại cái điện thoại từ tay của Hiếu rồi hỏi: "Mật khẩu là gì?" Hiếu không trả lời mà có phần bực gắt nhẹ: "Đưa cho anh đi." "Anh nói mật khẩu đi đã." "Thư, em đừng có quá đáng, đưa cái điện thoại đây." Hiếu không trả lời, nó liền quay sang tôi: "Mật khẩu là gì?" Tôi biết ngay kiểu gì con Thư nó cũng kiếm chuyện với tôi mà. Tôi im lặng nhìn nó một hồi rồi nói: 04XXXX. Nó nhìn tôi cười khẩy một cái: "Là ngày sinh của mày sao?" Nói rồi nó quay sang Hiếu. Hai đôi mắt nhanh như vậy mà đã trở nên đỏ ngầu, sau đó lại rưng rưng nước, trông dáng vẻ ủy khuất mà nói: "Chồng của tôi đã để mật khẩu là ngày sinh của người con gái khác. Nói xem tôi nên nghĩ tích cực thế nào đây?" Tôi phục rồi, phục hoàn toàn với khả năng diễn như không diễn của nó. Ở giữa buổi tiệc cả trăm người, nó muốn làm bẽ mặt tôi phải không? Mọi người bắt đầu có vài bè tiếng xì xào to nhỏ. Cái Nhung đã trực ở bàn khác, thấy vậy cũng đi liền lại chỗ tôi: "Chuyện gì thế Vi?" Tôi lúc này không để tâm đến câu hỏi của Nhung, nhìn dáng vẻ con Thư mà chỉ muốn lao vào xé ra để xem rốt cuộc nó có bao nhiêu cái mặt nạ. Tôi hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, sau đấy nhìn nó mà cười nhạt một cái: "Mày vẫn còn thắc mắc điều này sao? Để tao nói cho mày biết thêm nhá. Không những mật khẩu của chồng mày để ngày sinh của tao đâu, mày thử vào album ảnh xem, còn có cả ảnh của tao nữa đấy." Còn Thư có lẽ không nghĩ đến sự đáp trả của tôi nên có chút bất ngờ. Sau đấy nó cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đáng thương mà nói: "Mày nói như vậy là muốn chứng minh điều gì hả Vi?" Tôi không trả lời nó, đưa tay giật lấy cái điện thoại của Hiếu trên tay nó rồi mở ra. Quả nhiên tôi đoán không sai. Nếu Hiếu vẫn không đổi mật khẩu, vậy thì ảnh của tôi và anh chắc chắn là anh vẫn chưa xóa. Tôi mở đại một cái đưa cho con Thư xem. "Tôi còn gì phải chứng minh với mày chứ. Tao chỉ muốn cho mày thấy rõ hiện thực mà thôi. Bức ảnh này được chụp vào ngày XX tháng YY. Vậy là từ trước khi mày cưới cơ. Nếu tao không nhầm thì trong album này còn có những tấm hình được chụp trước khi Hiếu quen mày nữa đấy. Vậy mày nghĩ xem, tại sao điện thoại của chồng mày đã để mật khẩu ngày sinh của tao?" Mọi người ồ lên một tiếng. Con Thư giận đến nóng cả mặt nhưng vẫn cố kìm xuống. "Điều tôi có thể nghĩ được bây giờ là chồng tao đang mập mờ qua lại với ngày." "Đó là mày nghĩ thôi, đâu có điều gì chắc chắn đâu. Nhưng cái tao đưa mày xem thì chắc chắn một điều, mày là đứa đến sau, không khác gì một kẻ thứ ba cả." Lúc này cái Linh em của Dương bất ngờ lên tiếng: "Hóa ra kẻ thứ ba lại được danh chính ngôn thuận sao?" Con Thư lần này thì tức ra mặt. Nó bất chợt cầm ly rượu trên bàn hắt thẳng vào mặt của tôi, giọng nói có phần đay nghiến: "Ở đây không có đến trước đến sau, chỉ có hiện tại. Thử nhìn lại cái dáng vẻ nhếch nhác của mày đi." Hiếu nãy giờ im lặng liền đứng bật dậy quát lớn: "Thư, cô..." Còn không để cho anh ta nói hết, tôi thẳng tay tát vào mặt con Thư một cái. Cái tát này xuất phát từ những uất ức, những tổn thương tôi đã cố dồn nén suốt thời gian qua. "So với những gì mày làm ấy thì cái tát này chưa thấm đâu. Nhưng hôm nay tới đây thôi." Nói rồi tôi quay người rời khỏi đó. Mặc dù không thể nhìn thấy được mình đang trông thế nào, nhưng tôi biết lúc này bản thân vô cùng thảm hại. Cái mùi rượu phương trên quần áo xộc thẳng vào mũi lại làm tôi cay xè đến mức chảy cả nước mắt. Vội vàng đưa lên lau nước mắt thì lúc này một tờ giấy được đưa ra trước mắt. Có chút ngây người mà nhìn lên, Dương đứng trước mặt của tôi trong bộ vest lịch lãm. "Sao lại là anh? Tôi đây có lạ gì sao?" Tôi nghe vậy cũng chợt nhận ra câu hỏi có phần thừa thãi, nhận lấy tờ giấy trên tay anh rồi lau đi những vết rượu vương trên người.
Cùng lúc đấy tiếng bước chân chạy đến, sau đó là giọng nói quá quen thuộc. Vi. Hiếu tiến lại gần tôi, vẻ mặt có chút sốt sắng rồi hỏi. Em không sao chứ? Tình cảm, bảo hết cũng không thể hết ngay được. Chỉ là lúc này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Tôi lờ đi câu hỏi ấy, rồi xoay người định rời đi, thì bất ngờ Hiếu túm cánh tay của tôi kéo lại, vô tình tác động đến vết thương ở bả vai, khiến tôi đau mà khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng. Dương lúc này hất mạnh tay Hiếu ra khỏi người tôi, rồi có chút nặng giọng. Vì đang bị thương đấy, anh không biết sao? Hiếu nghe vậy, mới có lẽ mới nhớ ra anh ta có phần hối lỗi nhìn tôi nhỏ giọng. Anh xin lỗi. Tôi khẽ xoa nhẹ bả vai của mình rồi nói. Anh còn định biến tôi thành trò cười đến khi nào nữa hả Hiếu? Khi trước thì ở sau lưng tôi, cắm sừng tôi chấp nhận để cho hai người đến với nhau đấy. Thế tại sao tới bây giờ anh vẫn không buông tha cho tôi hả? Vì anh... Thật ra tôi không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào nữa. Việc của anh lúc này nên đứng bên cạnh vợ của mình, chứ không phải chạy ra đây để bày ra cái vẻ mặt thương hại với tôi. Anh không hề. Không để anh nói hết, tôi gắt lên. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa, anh không hiểu sao? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thái độ như vậy, nên Hiếu có vẻ khá ngỡ ngàng. Sau đấy đôi mắt khẽ trùng xuống mà hạ giọng. Được rồi, anh đi. Nói rồi anh ta xoay lưng lại phía tôi, từng bước có phần nặng nề hướng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc đấy tôi cũng không kìm được nước mắt của mình mà để mặc cho nó chảy dài xuống hai bên má. Cho đến khi bóng người kia khuất hẳn, một giọng nói có chút trầm ấm vang lên bên tai. Con gái như em đã trải qua một lần chết đi sống lại thì đáng lẽ ra phải biết tự yêu lấy bản thân của mình chứ. Khóc vì một người không xứng còn là có lỗi với mình đấy. Như vậy không bằng thử quen với người khác đi, quen với tôi này. Nếu có khóc thì tôi đảm bảo sẽ xứng đáng hơn cậu ta. Tôi ngây người mà quay sang nhìn anh. Vẻ mặt của Dương lại chẳng có chút gì gọi là trêu đùa. Có lẽ lần đầu tiên tôi ở một cự ly gần quan sát kỹ người đàn ông này như vậy. Cái nét đẹp của Dương không phải là kiểu lãng tử hot boy, cũng không phải tới mức đẹp lay động lòng người. Ở anh có một chút mùi vị nam tính của người đàn ông trưởng thành, một chút đào hoa của sự độc thân. Nhưng suy cho cùng thì mọi giác quan trên gương mặt khá hài hòa, nên đối phương chỉ cần nhìn cũng liền cảm thấy vừa mắt. Nhìn tôi như vậy làm gì? Nghĩ tôi nói vui sao? Tôi lúc này mới sực tỉnh, có chút lúng túng quay mặt đi mà cười gượng nói. Vậy anh định nói với tôi là anh nghiêm túc sao? Phải. Vậy nên sao em không thử nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị ấy xem? Dương khẳng định không chút do dự, làm tôi hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố làm ra vẻ đùa giỡn mà nói. Em không thấy vào thời điểm này nói như vậy là không hợp lý sao? Tôi lại cảm thấy rất hợp lý đấy. Không phải em nói em bị cắm sừng sao? Tôi giúp em gỡ nó xuống. Câu trả lời khá thiết thực làm tôi bật cười. Vậy hóa ra là anh muốn lấy sừng của tôi sao? Sắc mặt tốt hơn rồi đấy. So với những lần đụng mặt trước đây, tôi thấy em cười vẫn hợp hơn là khóc. Câu nói lệch hẳn chủ đề của anh làm tôi sững người, sau đó lại trở nên ngại ngùng. Cùng lúc này một giọng nói khác vang lên. Dương, đang ăn mà, ra ngoài này làm gì chứ? Yến, cô bạn của Dương, vẻ mặt có phần khó coi, đi lại phía chúng tôi. Dương thấy vậy lại trả lời. Yến vào ăn đi, tôi đưa Vi về rồi quay lại sau. Tôi giật mình quay sang nhìn anh. Tôi đâu có định về đâu. Thế em định tiếp tục làm việc với bộ dạng thế này sao? Vào nhà vệ sinh rửa qua là được mà. Tôi sẽ bảo quản lý cho em về sớm. Yên tâm đi, đảm bảo sẽ không bị trừ lương. Ý tôi không... Không để tôi nói hết, Dương tiếp lời chen vào. Với bộ dạng thế này, tôi nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi một chút hơn là quay vào trong kia. Nghe Dương nói vậy tôi mới chợt nhận ra, thật sự lúc này nên cho bản thân yên tĩnh một mình. Thấy tôi trở nên im lặng, Dương trực tiếp túm lấy tay của tôi kéo đi, còn quay lại nói với Yến. Linh nó có hỏi, bảo tôi có chút công chuyện nhá, lát nữa sẽ quay lại. Tự nhiên tôi lúc này trở nên bị động để Dương kéo đi. Đến lúc nhận ra được sự việc, tôi vội vàng rút tay lại. Tôi có thể bắt xe về mà, anh quay lại buổi tiệc đi. Em không muốn gặp lại chuyện hôm trước chứ? Nhắc lại cái buổi tối kinh hoàng đó, người tôi nổi hết cả gai ốc lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói. Không đen đủ như vậy đâu. Vẫn chưa bắt được tên đấy đâu. Nếu hắn biết mình đang bị công an tìm kiếm, biết đâu lại muốn tìm em trả thù thì sao? Ngay Dương nói tôi lại cảm thấy sợ. Khả năng đó cũng không phải là không thể xảy ra. Tôi trở nên im lặng. Thôi thì đi cùng anh về nhà cũng an toàn hơn. Ngồi vào trong xe, tôi đọc địa chỉ cho Dương,
Suốt cả dọc đường chạy, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Xe chạy đến đầu ngõ, tôi có bảo anh dừng ở đây, quay sang cảm ơn một câu rồi chào, sau đó mở cửa bước xuống mà đi vào. Cùng lúc này ở trong ngõ có một đám con trai đứng tụ tập. Tôi khẽ cíu nhíu mày rồi cố lờ bọn họ mà đi qua. Nhưng mà khi đến chỗ bọn chúng thì một bóng người bước ra chặn đường tôi. Ê cô em, quen biết nhau mà gặp lại bơ thế. Tôi bây giờ mới ngước mắt lên nhìn đối phương, giật mình đến mức phải lùi lại một bước. Sao mà thằng Quân lại ở đây? Sao lại là mày? Lâu lắm không gặp, thấy nhớ cô em nên đến gặp hỏi đây. Biết có chuyện không lành, tôi cố né đi để đi qua, nhưng thằng Quân liền túm lấy bả vai của tôi kéo lại. Hắn bóp mạnh vào vết thương khiến tôi đau đến tái cả mặt. Mày làm cái gì thế? Chẳng sẽ để tao còn về. Đã nói rồi, em đến gặp cô em mà. Mà cô em cứ thế đi là sao? Nhẹ không nghe lại ưa nặng à? Gặp tao làm gì? Tao với mày có quen biết gì nhau đâu. Lời vừa dứt thì giọng nói của Dương vang lên. Này, làm cái gì thế? Chúng tôi theo phản xạ nhìn đến phía anh. Thằng Quân lúc này lại nhăn mặt nói. Mày là cái thằng nào? Thế còn anh là ai? Tao á. Thằng Quân bất chợt cười lên một tiếng rồi nói tiếp. Tao là chồng nó, được chưa? Giờ thì cút đi cho bố giải quyết chuyện gia đình. Dương nghe vậy lại khẽ cười lấy điện thoại ra. Xem ra chuyện này phải nhờ công an giải quyết. Vừa nghe vậy, thằng Quân liền hung dữ đi về phía Dương. Mẹ cái thằng này, mày thích chết à? Hắn ta giật cái điện thoại trên tay anh rồi ném mạnh xuống đất. Dương lúc này vẫn bình thản mà nói. Tôi có thể kiện anh tội phá hoại tài sản của người khác đấy. Thằng Quân nghe vậy liền lấy trong túi quần ra một con dao bấm rồi nói. Kiện á? Thế thì để bố mày cho mày xuống gặp Diêm Vương mà kiện. Mọi thứ nhanh tới mức tôi chỉ kịp la lên. Anh Dương, cẩn thận. Trời lại tối, thằng Quân lại quá nhanh, tôi mới theo phản xạ chạy lại phía họ. Khoảnh khắc đấy tôi sợ đến xanh cả mặt khi thấy cả bàn tay của Dương nắm chặt lấy lưỡi dao. Cái thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống làm đầu óc của tôi quay cuồng. Cả người bắt đầu run lên, nhưng mà tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà hét lớn. Cướp, cướp. Lúc này một số người dân quanh đấy bắt đầu kéo đến. Đám thằng Quân thấy người cũng chột dạ, hắn nhìn tôi mà chửi thề. Còn đĩ, mày cứ chờ đấy. Nói rồi hắn cùng mấy đứa kia vội vàng kéo nhau rời đi. Tôi lúc này mới nhìn sang Dương, thấy gương mặt của anh có chút nhăn lại. Sau đó nhìn xuống bàn tay, máu mỗi lúc một chảy nhiều hơn. Luống cuống tháo chiếc dây thắt lơ ở cổ áo mình xuống rồi nhờ quấn lại. Có lẽ còn ám ảnh bởi cái đêm tôi bị kẻ lạ mặt kia tấn công, nên cái mùi máu tanh nồng khiến tôi chóng mặt. Phải đưa tay lên bịt lấy miệng của mình rồi nhìn anh nói. Máu chảy nhiều quá, bị đứt sâu lắm đấy. Anh mau đến bệnh viện để khâu lại đi. Nói xong tôi túm lấy cánh tay của anh kéo đi ra ngoài. Dương lúc này mới lên tiếng. Tôi không lái được xe, em lái được không? Đi taxi đi. Dứt lời tôi cũng tiện tay với một chiếc taxi đang đi đến, rồi vội vàng đẩy Dương vào. Sau đó cũng ngồi vào mà nói với lái xe. Cho tôi đến bệnh viện đi. Chiếc xe chạy đi, Dương lúc này mới lên tiếng. Tôi còn không vội, em còn chưa như vậy làm gì. Tôi nghe vậy quay sang nhìn anh, không hiểu sao cảm thấy đôi mắt mình đã ướt. Anh không sợ sao? Nét mặt Dương vẫn bình thản, coi chăng cũng chỉ là một chút nhíu mày vì cơn đau ở bàn tay. Sợ? Sợ cái gì, cũng chỉ là bị ở tay thôi mà. Sau cái ngày tôi gặp chuyện đấy, giờ chỉ cần thấy dao là tôi kến. Ngửi thấy mùi máu là người trở nên gai lạnh rồi. Vết thương của anh chảy nhiều máu như thế chắc là đau lắm đấy. Dương khẽ cười một cái. So với sợ đau thì tôi sợ chết hơn. Nhìn cái dáng vẻ còn biết giỡn của Dương, tôi khẽ thở nhẹ một tiếng. Có lẽ tôi lăng làm quá lên chăng. Lúc đó sao anh không tránh đi? Tôi tránh được thì đâu dại lấy tay của mình để cản nó. Mà đấy tên đó là ai thế? Tôi nghe vậy lại nghĩ tới chuyện cũ, cũng chẳng biết nên kể thế nào với anh, đành thở dài một tiếng. Tôi cũng chẳng biết hắn là ai. Gặp một lần từ đó đến giờ, hắn luôn kiếm chuyện với tôi, không hiểu vì lý do gì. Sao em không báo công an? Chuyện kia của tôi còn chưa giải quyết xong, báo thêm việc này nữa cũng phải gác lại đó thôi. So với hắn thì cái tên điên hôm đó mới đáng sợ hơn. Em ở đây có vẻ thù hằn với nhiều người thì phải. Tôi có làm gì ai đâu. Công việc từ sáng tới tối như vậy rồi trở về nhà, ngày hôm sau lại tiếp tục đập lại. Chỉ là từ sau khi chuyện đó xảy ra thì tôi liên tục gặp rắc rối. Chuyện đó sao? Tôi không muốn nhắc lại nên lờ đi câu hỏi của anh, nhìn ra phía ngoài. Tới bệnh viện rồi. Nói xong tôi định trả tiền xe, nhưng chợt nhớ ra
bản thân còn đang mặc đồng phục của nhà hàng, túi xách và quần áo đang để lại đó. Dư lúc này lấy ví đưa cho tôi, chuyện cũng gấp nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhận ví rồi lấy tiền trả, sau đó mở cửa xuống cùng với anh đi vào trong. Trong căn phòng trắng toát sặc mùi thuốc tây, cô y tá cầm một khay dụng cụ đi lại, lấy chai cồn rửa vết thương. Tôi cảm nhận được cái thứ chất lỏng màu nâu đặc từ trong cái chai đấy chảy xuống đường dao rạch trên bàn tay, là một cảm giác đau đến xé da xé thịt. Người ngoài như tôi còn thấy kén, thế mà Dương chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi thôi. Tôi quay ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Kim Nhung. Lát nữa về nhớ cầm đồ của tao với nhá. Chưa, tôi đang ở viện. Ừ, không sao, là anh Dương, bọn thằng Quân làm. Thôi, lát về tao kể sau nhá. Tôi tắt máy mà quay vào trong. Lúc này cô y tá mới nói với Dương, cái này là phải khâu nhá. Chỗ này phải đến chục mũi đấy, có thể thêu được hoa thì bác sĩ thêu luôn cũng được. Cô y tá nghe vậy lại bật cười, cậu mà còn giỡn như vậy chắc là không cần thuốc tê đâu nhỉ. Giỡn thế thôi nhưng thuốc tê vẫn phải cần chứ. Tôi nhìn anh mà khẽ cười. Bình thường gặp Dương, anh lúc nào cũng trong dáng vẻ đĩnh đạc lịch lãm, tôi không nghĩ anh lại có bộ mặt này. Cùng lúc đấy chuông điện thoại của Dương vang lên. Alo, đang ở bệnh viện, lúc nữa tôi lại. Không có gì đâu, bị thương ở tay mà, không phải mũi là xong ấy mà, không cần tới đâu. Nói xong anh cũng tắt máy, tôi thấy vậy mới lên tiếng. Xin lỗi, tôi lại liên lụy tới anh rồi. Nếu lúc đó anh để tôi tự bắt xe về thì lại không bị như thế này. Dương nghe vậy nhìn sang tôi nói, không phải tôi thì cũng là em, cũng giống như em không muốn tôi bị thương thì tôi cũng không mong em gặp bất cứ chuyện gì. Không hiểu sao câu nói của Dương lại khiến tôi dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Không phải là biết ơn anh, cũng không phải là cảm động, mà là cái cảm giác an toàn tuyệt đối ở người đàn ông này khiến tôi tin tưởng. Đợi một lúc thì bóng người đi vào cùng giọng nói vang lên, anh, có chuyện gì thế? Sao lại bị thế này? Kiên Linh, em gái của Dương, vẫn trong bộ váy lộng lẫy ở buổi tiệc đi vào. Sau đấy là Yến, cô bạn của Dương. Vừa thấy tôi, gương mặt của Yến lộ rõ một sự khó chịu, tôi thấy nhưng cũng cố lờ đi vẻ không biết. Dương lúc này mới lên tiếng, đã bảo không phải đến rồi mà, đây là bệnh viện, có phải nhà mình đâu mà kéo đến một bầy thế này, cứ như kiểu là anh sắp đi chết đến nơi rồi ấy. Thế em thấy chị Yến nói anh gặp chuyện, đang ở bệnh viện, đừng vội đến đây luôn đấy. Bịa tay thôi, có gì nghiêm trọng đâu, quay lại nhà hàng đi, anh xong rồi cũng lại luôn. Quay làm cái gì nữa, mọi người về cả rồi, đằng nào cũng ở đây rồi thì đợi anh về luôn chứ. Cùng lúc đấy ở phía cửa, cái Nhung khẽ ngó đầu vào. Tôi thấy vậy liền vẫy, thấy tôi nó liền vẫy. Vi, tôi thấy vậy cũng liền đi ra ngoài nói nhỏ, mày đến làm gì thế? Thì tao đến xem tình hình của mày thế nào, sao lại liên quan tới bọn thằng Quân. Tao biết sao được chứ, Dương đưa tao về đến đầu ngõ, tao xuống xe là thấy chúng nó chặn đường rồi. Bọn nó gây khó dễ cho tao, Dương can thiệp thì thằng Quân nó lấy dao ra, rồi mọi chuyện như vậy đấy. Sao thằng Quân nó biết nhà trọ của bọn mình? Với lại sau hôm đó đến giờ chúng ta cũng có liên quan đến hắn đâu mà hắn tìm mày. Tao cũng chịu thôi, lúc thì hắn tao còn giật mình cơ mà. Tao nghĩ là con Thư đấy, chắc nó cay cái vụ mày ở nhà hàng bóc mẽ nó nên nó trả thù mày đấy. Không được, báo công an đi, bắt hết mẹ chúng nó đi. Vụ kia của tao công an còn chưa giải quyết xong mà, thêm vụ này nữa thì chưa biết lúc nào mới được giải quyết đây. Vụ kia là vì mày không biết mặt thằng đấy, nhưng mà chuyện này thì mày biết rõ là ai làm rồi, chỉ cần nói tên địa chỉ công an đến gô cổ nó luôn. Mấy cái vụ dân sự thế này tao nghĩ họ không giải quyết triệt để đâu. Ôi giời, triệt để hay không là việc của họ, còn việc của mày là cung cấp thông tin, mà mày không làm để tao bảo anh Dương làm, dù sao anh ấy cũng là người bị đâm cơ mà. Nói rồi cái Nhung quay người định đi vào trong thì bất chợt khựng lại. Yến đứng đó từ lúc nào, cô ta nhìn chúng tôi chằm chằm, bất chợt đi thẳng về phía của tôi, không nói không rằng vung tay ra tát cho tôi một cái đau điếng. Tôi hỏi nhưng mà Dương không chịu nói. Hóa ra là vì tại cô nên cậu mới gặp nguy hiểm. Tôi nói với cô thế nào rồi, tốt nhất ý, đừng để tôi gặp lại cô một lần nữa. Cả tôi và cái Nhung đều khá bất ngờ về cái tát vừa rồi. Một số người xung quanh đây cũng đưa cái mắt hiếu kỳ nhìn vào chúng tôi. Cái Nhung lúc này lên tiếng, con điên này mày làm cái gì đấy? Sau câu nói ấy của Nhung, tôi cũng chẳng nói chẳng rằng trả lại cho Yến một cái tát vừa y như vậy. Cái này tôi buộc phải trả lại cho cô. Thứ nhất, cô không có tư cách hay quyền gì để đánh tôi cả. Thứ hai, tôi không có lý do nào phải nhận cái tát của cô. Và thứ ba, cô đừng nghĩ là tôi không biết
khi nãy ở nhà hàng là cô cố tình đụng tay tôi để tôi làm đổ ly rượu. Chẳng qua khi ấy tôi nhịn thôi vì tôi làm nhiệm vụ. Còn bây giờ ở đây không có khách hàng cũng không có nhân viên, cô đừng nghĩ muốn chèn ép tôi là được. Nói xong tôi xoay người rời đi, nhưng chợt nhớ ra một điều, dừng lại mà quay đầu nhìn cô ta. Còn nữa, cô bảo là không muốn gặp tôi một lần nữa, nhưng tôi không có nghĩa là phải tránh mặt cô. Nếu cô không muốn gặp tôi thì thấy tôi cũng nên tránh đi là được. Nói xong câu đấy tôi cũng rời khỏi đó. Cái Nhung vội vã theo sau mà nói với tôi: mày làm tao vừa lòng lắm đi Vi. Đầu tiên thì tát con Thư, bây giờ thì đáp trả lại con tiểu Thư dởm kia. Nhát nào sẽ nhát đấy, hơi lạ đó nha. Vốn là nước sông không phạm nước giếng mà, nhưng là chúng nó kiếm chuyện với tao trước, tao buộc phải đáp trả lại thôi. Con Thư hay là Yến cũng vậy, chúng nó càng sợ, càng lo sợ cái gì thì tao lại càng phải khiến nỗi lo của chúng nó thành sự thật. Kim Nhung nghe vậy bất chợt kéo tay tôi giữ lại rồi nhìn tôi bằng một cái nhìn khác. Ý mày là sao hả Vi? Tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói thẳng với nó: chẳng phải là con Thư sợ Hiếu vì tao mà bỏ rơi nó sao? Điều nó lo sợ sắp thành sự thật rồi đấy. Nhung tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ những gì tôi nói ra khiến nó không tin được. Chỉ là tôi nghĩ so với những điều nó luôn khuyên nhủ tôi trước đây thì điều này nó phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Vậy còn Dương? Anh ấy giúp tao, tao chỉ muốn trả ơn, không có ý gì khác. Chỉ là con Yến nó thích khoa trương, múa kiếm trước mặt tao, không cảnh cáo nó lại nghĩ là mình dễ bắt nạt. Thế tất cả những chuyện này mà đều linh tính từ trước rồi sao? Không hẳn. Là từ sau khi tao chết đi sống lại thì tao đã nghĩ sẽ không để bản thân mình chịu bất cứ sự ủy khuất nào nữa. Mày thấy không, xung quanh chỉ toàn là những kẻ hai mặt như vậy. Và tao không tính toán thì có tồn tại được không? Tao sẽ không làm tổn thương ai nếu họ không làm tổn thương tao trước. Kinh Nhung nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ nó thấy tôi quá khác. Trong đôi mắt của nó tôi nhìn ra được những tia kinh ngạc, nhưng thấp thoáng dường như có một chút lo sợ. Có thể Nhung đã quen với một con Vi có phần nhu nhược, nên khi thấy sự khác biệt này khiến nó tạm thời không thể tiếp nhận được. Tao với mày lại khác, tao sẽ chẳng bao giờ tính toán gì với mày. Cho dù sau này một đứa có chơi với nhau nữa hay không, tao vẫn cảm ơn mày. Thế nên đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Chẳng phải là mày vẫn luôn bảo tao phải đứng lên lấy lại những thứ thuộc về mình sao? Thay vì ngạc nhiên thì mày nên ủng hộ tao đi. Kim Nhung im lặng nhìn tôi một hồi rất lâu. Sau đấy nó lại mỉm cười, khoác lấy tay của tôi mà kéo đi ra ngoài. Có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng Vi này mới là Vi khiến tao vừa lòng nhất này. Con người phải nhiều tác động mà trở nên thay đổi. Từ sự thay đổi ấy khiến mọi thứ chẳng có gì là mãi mãi. Ngày hôm nay khoác tay nhau nói cười, nhưng ngày mai lại có thể xem nhau như kẻ thù. Chỉ là tôi không nghĩ đến tình bạn cũng chỉ mỏng manh đến như vậy. Giữa con người với con người, gặp được nhau ở kiếp này xem như là nhân duyên. Nhưng nhân duyên cũng như sợi tơ mỏng, cố giữ cũng không thể nào làm trái được với ý trời. Chúng tôi quay trở lại nhà trọ. Suốt cả buổi tối cũng không ai nói với ai thêm câu nào nữa, mà dường như đêm đó cứ Nhung chằn trọc mãi không ngủ được thì phải. Sáng hôm sau chúng tôi vẫn dậy đi làm như mọi ngày, chỉ là vừa xắt xe ra khỏi cổng liền bắt gặp một bóng lưng khá quen mắt. Tôi cũng có chút ngỡ ngỡ mà gọi tên: Dương. Anh ta quay mặt lại, đúng là không nhầm người thật. Tôi ngạc nhiên mà hỏi tiếp: sao lại đứng ở đây? Dương vội đi lại phía tôi: tôi đang muốn hỏi em đấy, xong qua về mà không nói lời nào. Anh chỉ hỏi chuyện đó sao? Không được sao? Tôi ngây người nhìn anh, xong rồi cũng cười gượng một cái. Tôi thấy người nhà của anh đến, thấy họ quan tâm anh nên cũng không tiện chen vào. Có mình Yến với con Linh thôi mà, có ai đâu. Tự nhiên về không thấy nói gì, tôi nghĩ là em gặp chuyện. Tôi không sao mà, vết thương ở tay của anh sao rồi? Dương nghe vậy đưa bàn tay đang bị cuốn một lớp băng trắng lên trước mặt của tôi rồi nói: vẫn còn trên tay, vẫn đủ 5 ngón. Tôi khẽ cười một cái: anh vẫn có thể lái xe sao? Có chút khó khăn nhưng không phải là không thể. Giờ em đi làm sao, tôi đưa em đi nhé. Tôi nghe vậy vội đưa tay lên xua: không cần đâu, tôi đi cùng với cái Nhung mà. Nhung nãy giờ im lặng ở phía sau tôi giữ chiếc xe, cảm tưởng hôm nay nó trở nên trầm tính hơn hẳn. Bỗng lúc này chuông điện thoại của tôi vang lên, lấy ra là một con số lạ, tôi mới nhấc máy. Alo, đây có phải là số của cô Trần Hạ Vi không? Dạ phải, anh là ai ạ? Tôi là Hưng, ở bên đội điều tra của công an thành phố. Tôi tiếp nhận hồ sơ vụ án của chị. Hiện đến hôm nay chúng tôi đã bắt được đối tượng có liên quan đến vụ án.
muốn mời chị đến trụ sở để hợp tác điều tra. Tôi vừa nghe vậy liền sốt sắng nói, đã bắt được rồi sao? Bây giờ hắn ta đang ở trụ sở phải không? Đúng rồi, tôi muốn mời chị đến để trụ sở làm việc. Được được, tôi đến ngay đây. Nói rồi tôi tắt máy, quay sang cái Nhung mà vội vàng nói, bên phía công an vừa mới gọi cho tao và đã bắt được tên đâm tao rồi. Hôm nay tao với mày xin nghỉ nửa buổi nhá. Thường thì với tính của cái Nhung, tôi nghĩ nó còn phải gấp gáp hơn tôi. Nhưng mà lần này thì khác hẳn. Nó trông có vẻ không bất ngờ lắm, cũng không mong chờ điều này, mà nhìn tôi hời hợt nói, hay mày đi với anh Dương đi. Tháng này tao nghỉ cũng nhiều quá rồi, sợ đến lúc lấy lương lại chẳng còn vài đồng. Không phải bản thân của tôi ích kỷ nghĩ cho mình, mà là cái thái độ của Nhung làm tôi phải hoài nghi. Nhưng nó nói như vậy rồi, tôi cũng chẳng ép làm gì nữa. Thế mà đi làm đi, tao đi một mình cũng được. Giờ lúc này mới lên tiếng chen vào, tôi đưa em đi nhá, dù sao tôi cũng có liên quan tới vụ án một chút mà. Tôi nghe cũng có lý nên đành gật đầu. Cái Nhung sau đó cũng chỉ im lặng dắt xe lướt qua tôi rồi ngồi lên lái đi thẳng. Tôi cũng đang gấp gáp muốn gặp tên kia nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nói với Dương, chúng ta đi thôi. Đi thẳng vào, nói rồi tôi và anh tiến lại phía xe ngồi vào. Sau đấy Dương cũng lái xe thẳng đến trụ sở công an. Thẳng vào bên trong sảnh chính, một đồng chí công an vừa nhìn thấy tôi đã đi lại, chị là Trần Hạ Vi phải không? Tôi nghe vậy cũng gật đầu. Đồng chí lại tiếp lời, mời chị theo tôi. Tôi và Dương đi theo người ấy đến một căn phòng nhỏ. Lần này tiếp chúng tôi không phải là người đàn ông hôm trước nữa. Hai người ngồi đi. Chúng tôi kéo ghế ngồi xuống. Anh ta cũng đi lại phía đối diện chúng tôi, tay cầm một tập tài liệu đặt trên bàn, lật vài trang rồi nhìn vào mà nói, trong hồ sơ có nói, vào tối ngày XYZ, chị bị một kẻ lạ mặt tấn công. Vắn dùng dao đâm chị hai nhát, một vào bả vai, một vào đùi trái, sau đó đánh đập chị phải không? Nghe nhắc lại chuyện đấy mà cả người tôi nổi cả gai ốc. Phải. Theo mô tả của chị thì hắn ta là người cao khoảng 1m75 đến 1m8, cân nặng tầm 75 cân, có một vết sẹo ở lông mày bên phải phải không? Tôi gật đầu một cái để xác nhận. Anh ta lại nói tiếp, chúng tôi khoanh vùng những đối tượng khả nghi và tiến hành điều tra. Sau khi loại bỏ những người có bằng chứng ngoại phạm vào tối hôm đó, riêng có một người duy nhất vẫn chưa đưa ra được chứng cứ ngoại phạm cho mình. Xem xét về hình dáng và những đặc điểm nhận dạng chị cung cấp thì chúng tôi xác định anh ta là nghi phạm số 1 nên đã tiến hành bắt giữ. Tôi có thể gặp anh ta được không? Đợi sau khi tôi xác định lại một số thông tin sẽ để chị gặp và xác nhận đối tượng. Nghe anh ta nói vậy tôi cũng không yêu cầu gì thêm. Anh ta hỏi gì tôi trả lời cái đó. Sau một hồi, anh ta đóng tập tài liệu lại rồi nhìn tôi nói, chị ngồi đây chờ nhé. Nói xong ta đứng dậy đi ra ngoài. Tôi lúc này trở nên căng thẳng cực độ, nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, cả người bắt đầu run lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi mà sống lưng lại lạnh ngắt. Có lẽ sẽ thử khác thường của tôi, Dương bất chợt đặt bàn tay lên vai rồi vỗ nhẹ như một sự trấn an. Tôi quay sang nhìn anh, lo lắng mà nói, anh nghĩ liệu có phải là hắn không? Dương nghe vậy cũng trả lời, hôm đấy tôi cũng không nhìn được mặt của hắn. Người duy nhất tiếp cận và đối mặt với hắn chỉ có em, thế nên em cần phải bình tĩnh mới có thể nhận dạng được hắn. Không hiểu sao lúc này cảm thấy người đàn ông đang ở cạnh tôi mang lại cảm giác an toàn đến vậy. Phút chốc nỗi sợ đã dần mất đi. Ngồi một lúc sau thì có tiếng bước chân vang lên. Hai bàn tay tôi để bắt đầu tan vào nhau mà siết chặt lại. Sau đấy là một bóng đen đổ xuống mặt bàn, che đi một phần ánh sáng. Rồi tiếng bước chân trở nên nặng trĩu. Sống lưng tôi gai lạnh bởi cảm nhận được một cái nhìn đang đặt trên người của mình. Bóng người lướt qua tôi đến phía đối diện ngồi xuống. Lúc này tôi mới có thể nhìn thấy được mặt của đối phương. Cái đôi mắt đỏ ngầu đầy sự hung dữ của hắn ta khiến mọi chuyện dường như đang tái hiện lại trước mặt. Nếu không phải là Dương ở bên cạnh giữ chặt lấy tay của tôi thì lúc này có lẽ tôi đã phải chạy trốn khỏi hắn. Cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh mà lên tiếng, cái đánh tôi hôm đấy là anh sao? Hắn ta không trả lời nhưng đôi mắt như lưỡi dao kia vẫn không ngừng chĩa về phía tôi. Chính sự im lặng như vậy khiến tôi khẽ khiếp sợ. Tôi lên tiếng, những tin nhắn hôm đấy cũng là anh gửi sao? Làm sao anh có thể được số điện thoại của tôi? Là ai sai anh? Tất cả những câu hỏi của tôi được đáp lại bằng sự im lặng. Hắn ta từ đầu tới cuối vẫn không hề lên tiếng. Dáng vẻ quá mức bình thản ngồi đấy với hai bàn tay đã bị còng lại nhìn chằm chằm vào tôi càng khiến tôi thêm nóng lòng. Trả lời tôi đi nào,
có phải là con Thư thuê anh phải không? Chỉ cần anh nói thật ra, tôi nhất định sẽ xin giảm nhẹ tội cho anh. Hắn vẫn không trả lời. Tôi vội lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh có mặt của Thư. Đây là bức hình chụp ba đứa, tôi, Kinh Nhung và con Thư, và cái thời mà mấy đứa còn chơi với nhau. Khi tôi đưa bức ảnh ra trước mặt của hắn, bất chợt hắn lại cười thành tiếng, sau đấy tự nhiên im bặt. Hắn đưa tay lên tạo ra khẩu hình khóa miệng, rồi lại nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt dữ tợn ấy. Cái tên này hắn điên thật rồi. Dương Dãi Dở vẫn im lặng ở bên cạnh tôi, thì lúc này lại lên tiếng. Đừng hỏi nữa, hắn sẽ không nói gì đâu. Lãng phí thời gian ở đây không giải quyết được gì cả. Chúng ta đi. Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh. Nhưng mà tôi muốn biết ai là người thuê hắn làm như vậy. Hắn sẽ không bao giờ khai đâu, bởi vì nếu khai ra tội của hắn sẽ nặng hơn. Thế nên hắn sẽ lựa chọn nhận hết tất cả về mình. Không lẽ không còn cách nào sao? Dương nhìn tôi lắc đầu một cái, nắm lấy tay của tôi, đứng dậy mà kéo ra phía ngoài. Lúc này đồng chí công an tiếp chúng tôi đi lại nói. Tên đấy ngoài việc thừa nhận là người đánh chị hôm đấy thì bất cứ câu hỏi nào của hắn cũng không trả lời đâu. Có trả lời thì cũng chỉ là không biết. Dương nghe vậy lại lên tiếng. Từ lúc bị bắt tới giờ, có ai khác đến gặp hắn không? Không, theo điều tra thì hắn không có người thân, quê gốc là ở huyện X, lên thành phố cũng khá lâu rồi, vốn là để kiếm việc làm, nhưng rồi lại sa chân vào tệ nạn. Hắn khai tối hôm đấy, sau khi vừa sử dụng ma túy xong thì gặp chị nên xảy sinh dục vọng. Chỉ là chưa kịp thực hiện thì có người đến. Huyện X, hắn cùng quê với tôi sao? Tôi nghe vậy liền vội chen vào. Không đúng, nếu chị là vô tình gặp rồi nảy sinh với những tin nhắn đó thì sao? Tôi dựa theo lời chị khai cũng hỏi, nhưng hắn nói không biết số điện thoại đó. Hắn bảo ma túy còn không có tiền mà chơi thì lấy tiền đâu ra mua điện thoại. Mà có điện thoại thì cũng bán từ lâu rồi. Lời của hắn hầu hết là hết rất hợp lý. Chúng tôi cũng không khai thác được nhiều gì hơn. Chứ dù hắn nói là hợp lý, nếu chỉ có ý đồ đó, vậy thì có cần phải xuống tay mạnh như thế không? Anh ta nghe vậy khẽ cười một cái. Chị là may mắn vì còn sống đấy. Có những trường hợp chết còn bị phân xác nữa kia kìa. Thế nên hắn mạnh tay như vậy cũng không có gì khả nghi. Trả với những gì tôi mong muốn, kết quả này thật sự làm tôi thất vọng. Lúc này lại nghĩ tới cái cảnh con Thư ngồi nói chuyện với người đàn ông hôm trước, trong lòng tôi thật sự là không cam tâm. Dư lúc này vỗ nhẹ lên vai tôi một cái như an ủi. Sau đấy chúng tôi chào anh ta rồi chọi ra xe. Dương nổ máy chạy đi. Trong khoang xe vẫn im lặng một hồi, tôi lại bất giác lên tiếng. Cho tôi đến 101 đường XYZ. Dương nghe vậy chỉ quay sang nhìn tôi một cái, sau đấy cũng không nói gì thêm mà im lặng lái xe. Xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng ở trong khu đô thị mới. Tôi ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài, có một chút chần chừ, chưa mở cửa xuống. Lúc này từ trong phía cổng, một bóng người đi ra. Bắt gặp được gương mặt ấy, tôi liền lên tiếng nói với Dương. Anh ở trong xe chờ tôi một lát nhé. Nói rồi, tôi cũng mở cửa bước xuống, tiến lại phía người đang đi ra kia. Mà đối phương nhìn thấy tôi ở đây có lẽ cũng khá bất ngờ. Chưa kịp lên tiếng đã bị tôi tặng cho một cái tát thật mạnh. Mày làm cái gì thế con điên này? Tôi giận tới mức hai hốc mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm nó mà nói. Mày đừng vội đắc ý Thư ạ. Tao không tin không có cách lật tẩy cái bộ mặt của mày. Nó một tay ôm vặt của mình, hai mắt trợn ngược lên nhìn tôi mà quát. Con điên này, mới sáng ra đến nhà tao làm sủa lung tung cái gì đấy? Tao biết là mày thuê người đánh tao hôm đấy. Tuy hắn không khai ra mày, nhưng mày đừng có nghĩ là tao tin. Những gì mày lấy của tao, tao sẽ lấy lại. Những thứ mày gây ra cho tao, tao sẽ trả lại mày. Còn Thư lúc này mới hiểu sai chuyện. Nó tức giận, sau đấy lại cười đắc ý nhìn tôi. Sao, có kết quả điều tra rồi sao? Không liên quan đến tao phải không? Tao nói rồi là do nghiệp của mày cả thôi. Kể cả những thứ mày mất cũng là do nghiệp của mày nặng quá nên không có được hưởng thôi. Nói rồi nó quay người nhìn về phía căn nhà mà nói tiếp. Mày nhìn xem, nhà cao cửa rộng khang trang thế này thì đúng là chỉ số tao ấy mới được hưởng thôi. Còn cái loại mày tối hôm đó không chết là may cho mày rồi đấy, còn ăn vạ cái gì. Tôi siết bàn tay của mình lại, cả người đang run lên vì kiềm chế cơn giận. Sống mũi cay nhức mà nhìn chằm chằm nó với đôi mắt đã ngấn nước. Tao không nghĩ mày lại có thể nói những lời đấy, làm những chuyện như vậy đấy Thư ạ. Rốt cuộc là ngày trước mày tại sao lại phải làm thân với tao với cái Nhung? Mày không biết thật hả Vi? Là vì khi đó tao đã tính đến ngày hôm nay rồi. Tôi ngây người một lúc mà cười nhạt với nó. Ngay từ đầu mày đã tính lợi dụng tao.
Chỉ có mày ngu nó mới không nhận ra thôi. Con Nhung nó vẫn còn khôn hơn mày vạn lần đấy. Coi như là tao nể tình mà khuyên mày một câu. Sống ở cái thời buổi này, đừng có tin đứa nào, kể cả là đứa thân nhất với mày. Để đến cái lúc nó trở mặt, sẽ không cần phải bất ngờ như vậy. Nghe tao đi, con Nhung cũng không phải là ngoại lệ đâu. Nói xong nó liền quay người đi vào. Tôi lúc này thật sự đã mất bình tĩnh, đến túm tóc của nó mà giật người lại. Nhung nó không khốn nạn như mày đâu. Mày đừng có nghĩ cái xã hội này ai cũng sống sống chó như mày. Nó túm tay tôi gỡ ra, còn trợn mắt lên mà nói: con điên này, bỏ ra. Tôi nghe vậy cũng buông tay. Con Thư sau đó được đà vung một cái tát xuống mặt tôi mà quát lớn: tôi trả lại cho mày cái này. Nói rồi nó cũng vung tay lên tiếp: còn cái này tao tặng không mày. Chỉ là tay còn chưa kịp chạm đến mặt của tôi thì đã bị giữ lại. Con Thư tức giận quay sang nhìn, gương mặt sau đấy cũng trở nên hốt hoảng. Hiếu, tôi đã bảo cô rồi, không được đụng đến cô Vi rồi cơ mà. Con Thư nhanh như vậy mà nước mắt. Hiếu, nó đánh em trước mà. Mới sáng ra nó tới kiếm chuyện với em, chửi bới em, là nó kiếm chuyện với em trước chứ. Sao anh cứ bênh nó hoài vậy? Cô mới là đứa kiếm chuyện đấy. Tôi nhìn bọn họ khẽ cười nhếch một cái. Hai người bớt diễn lại đi, tôi không có hứng thú xem đâu. Nói rồi tôi quay người bỏ đi. Hiếu lúc này chạy đến túm tay tôi giữ lại. Khi đấy tôi chỉ hướng mắt về phía xe, bắt gặp được Dương cũng đang nhìn về phía này. Vi, em đến tìm anh có chuyện gì không? Tôi nghe vậy quay lại nhìn anh ta. Tìm anh sao? Tôi đến là tìm nó. Thư, em tìm Thư làm gì? Anh có thể hỏi vợ anh hơn là hỏi tôi đấy. Vi, anh biết là anh sai với em. Anh biết là giữa chúng ta khó mà chấp nhận. Nhưng em có cần thiết phải dùng thái độ như vậy không? Cần thiết chứ. Bỏ ra để tôi đi đi. Hiếu nghe vậy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy được một sự tức giận trong anh ta. Bàn tay của tôi giữ siết chặt hơn. Một lúc này một giọng nói khác vang lên: anh không nghe thấy sao? Bỏ cô ra đi. Không tôi có kiên nhẫn đợi đấy. Tôi và Hiếu cùng nhìn đến Dương. Lúc này Hiếu khẽ nhăn mặt lại rồi quay sang tôi: em đi cùng với anh ta sao? Tôi đi với ai cần phải báo cáo với anh à? Hiếu nghe vậy cười khẩy một cái: anh thấy em với hắn không phải là bạn bè bình thường đâu nhỉ. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Dương lúc này tiến lại gần mà cắt ngang: anh cũng có mắt nhìn đấy, tôi không phải là bạn bình thường, tôi là người đang theo đuổi Vi. Tôi có chút bất ngờ với câu nói của Dương, mà Hiếu nghe vậy cũng rời tầm nhìn sang anh. Lúc đầu là sự tức giận, sau đấy lại cười khẩy: cũng chỉ là đang theo đuổi thôi mà. Dù sao cũng hơn với một người đã có gia đình như anh, là tư cách gì mà giữ cô ấy. Thái độ của Dương lúc này cương quyết lạ. Tôi nhìn ra được thành ý của anh với tôi. Chỉ là lúc này tôi không có tâm trạng nghĩ nhiều. Có điều lợi dụng anh như vậy, tôi cảm thấy áy náy trong lòng. Tôi giật mạnh tay của mình ra khỏi Hiếu, sau đấy cũng đi thẳng về phía xe của Dương, mở cửa ngồi vào. Thấy bọn họ có nói đôi ba câu gì với nhau, sau đấy Dương cũng trở lại xe. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, khoang xe vẫn là không gian tĩnh lặng. Bất chợt Dương lên tiếng: không phải là em nên cảm ơn tôi sao? Tôi nghe vậy có chút khó hiểu nhìn sang anh. Cảm ơn? Chẳng phải em muốn tôi ra mặt lúc đó để khiêu khích cậu ta sao? Anh biết được. Tôi ngây người nhìn Dương đến mức không biết nên trả lời thế nào. Thì Dương bất chợt táp xe vào bên đường mà dừng lại. Tôi không hiểu rõ được câu chuyện giữa em và cậu ta, nhưng điều em làm bây giờ chính là phá hoại gia đình người khác. Chỉ một câu nói của Dương khiến tôi trở nên chết sững. Người đàn ông này không thể nào hiểu hết suy nghĩ của tôi như vậy. Đối diện với cái nhìn có phần chính trực của Dương, tôi bất giác chột dạ mà quay mặt đi. Nếu anh hiểu rõ được mọi chuyện, anh sẽ không nói như vậy. Vì em không hiểu ý tôi. Cho dù là trong chuyện này em là người bị hại đi chăng nữa, nhưng hiện thực và sự thật là hai người đó là một gia đình, là vợ chồng được pháp luật công nhận. Cho dù là cậu ta yêu em hay là em yêu cậu ta đi nữa, thì đó cũng là chuyện trước đó, chuyện riêng của hai người. Và ở vị trí này em vốn không được thừa nhận. Sao lại phải cố chấp như vậy làm gì? Tôi cố chấp sao? Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Với một kẻ như thế, tôi tại sao lại phải cố chấp với anh ta chứ? Tôi hiểu được suy nghĩ của em. Cả chuyện tối qua ở nhà hàng hay cả vừa nãy, không phải em thấy cậu ta xuất hiện nên mới chọc tức để Thư đánh em sao? Em luôn tự biến mình thành người bị hại để lấy sự cảm thương cho mắt cậu ta. Em muốn để cậu ta thấy người vợ của mình phiền phức thế nào. Vậy là em ghi điểm rồi. Sau đó em mượn tôi để khích tướng cậu ta. Vậy là em thành công khiến cậu ta buộc phải đặt hết tâm trí lên người của em. Nhưng em biết không, trong mắt của tôi,
em càng như vậy lại càng đáng thương. Tôi quay sang nhìn anh, nội tâm bên trong bị người khác nắm bắt khiến tôi trở nên tổn thương. Nếu anh đã biết tôi chỉ lợi dụng anh, sao khi nãy còn ra mặt? Dương nghe vậy lại khẽ ngả người dựa vào thành ghế. Anh khẽ nhắm mắt lại để ra dáng vẻ thư thái mà nói. Khi ấy tôi ra mặt không phải là muốn giúp em đạt được ý định, mà vì tôi thật sự có thành ý. Thay vì cứ mãi miết tìm cách trả thù, xem không thử tìm cho mình một đoạn tình cảm mới. Nếu là cái này thì tôi sẵn lòng hỗ trợ. Đây không phải là lần đầu tôi nghe Dương nói những câu đại loại như vậy. Chỉ là không hiểu sao lần này có cảm giác tim đập mạnh đến kỳ lạ. Có một chút lúng túng quay mặt ra phía cửa mà nói. Và lúc này tôi không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó. Nghe thấy Dương thở dài một tiếng rồi mới trả lời. Tôi cũng không bắt em phải trả lời ngay bây giờ. Cứ suy nghĩ, nhưng đừng để tôi đợi lâu quá. Sau câu nói ấy cũng thấy anh nổ xe mà rời đi. Chúng tôi cũng không nói thêm một câu nào nữa. Dương đưa tôi đến nhà hàng, sau đấy cũng rời đi. Tôi cũng vừa quay người để vào trong thì lúc này một giọng nói vang lên. Này! Theo phản xạ quay người lại, cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Yến đang đi lại phía chúng tôi. Có chuyện gì sao? Gái làm nhà hàng có khác, cũng nhiều mánh khóe để dụ dỗ đàn ông gớm nhỉ. Biết là cũng không có ý gì tốt đẹp nên tôi cũng chẳng câu nệ nữa. Cô cứ nói thẳng ra đi, tôi không có nhiều thời gian. Yến đi lại sát gần tôi, cô ta chừng mắt lên, giọng nói có phần đay nghiến. Tôi nói một lần rồi mà, nhưng chắc não của cô ấy có vấn đề nên tôi phải nhắc lại một lần nữa. Tránh xa Dương ra. Nếu không thì sao? Tôi đáp lại cô ta với vẻ mặt thách thức. Thái độ của tôi nằm ngoài dự đoán của Yến thì phải. Cô ta tức giận vung tay lên định tát, nhưng tôi bắt được cổ tay cô ta mà gằn giọng lại. Những lần trước tôi chỉ là phép lịch sự nên nhìn cô, nhưng không có nghĩa là tôi là dạng con gái bánh bèo ủy mị để cô năm lần bảy lượt muốn lên mặt. Vốn tôi cũng chẳng mấy để tâm đến anh Dương, nhưng nhờ cô có lẽ tôi cũng nên để mắt đến anh ấy nhiều hơn rồi. Tôi hất mạnh tay cô ta ra, sau đấy quay người đi vào, bất chợt nhớ ra điều gì mà quay lại nói. À, nếu mà lo sợ mất anh ta đến vậy, sao cô không thử thẳng thắn một lần xem sao? Hay là sợ đến cả tình bạn cũng không thể? Nhìn cái thái độ tức giận đến mức muốn bốc khói của Yến, tôi chỉ khẽ cười một cái rồi đi vào trong. Sống đến bây giờ vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đàn ông nó có giá ở chỗ nào mà mấy người đàn bà, con gái phải tranh nhau như hàng giảm giá vậy. Như chuyện của tôi với Hiếu, mới đầu còn chút nuối tiếc và không cam tâm, nhưng đến bây giờ thì tôi cũng chẳng biết thiết tha gì con người ấy nữa. Tình cảm sâu thật nhưng quá tổn thương thì cần gì phải cố chấp. Tôi chẳng qua cũng chỉ là muốn hơn thua với con Thư một chút thôi. Còn về phần Dương, công nhận người đàn ông ấy như thế cũng là tâm điểm đắt giá trong mắt các cô gái thật. Nhưng có lẽ chuyện của Hiếu khiến tôi không còn đủ niềm tin vào cái gọi là tình yêu nữa rồi. Tôi đối với anh thật sự là có hảo cảm. Hảo cảm là vì nhiều lần anh giúp đỡ tôi, nhưng tôi không muốn chuyện tiến triển quá nhanh. Cái gì càng nhanh lại càng dễ mất. Hơn nữa sau vụ thất tình vừa rồi, tôi dường như không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Yến là do cô ta cứ luôn làm quá lên. Tôi có thái độ như vậy cũng coi như là giúp cô ta có thêm động lực mà đối mặt với tình cảm của mình thôi. Tôi đến phòng thay đồ của nhân viên mở cửa vào, thấy cái Nhung đang đứng ở đấy tay bấm điện thoại. Có lẽ không biết có người đi vào. Thấy vậy tôi nhẹ nhàng tiến lại gần rồi bất chợt túm lấy bả vai nó. Này, nhắn tin với anh nào thế? Nó giật mình đánh rơi cả điện thoại. Thế tôi lại có vẻ hốt hoảng, cúi xuống nhặt lên, sau đấy mới lúng túng nói. Không phải là mày đến công an sao? Xong rồi à? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Ừ, bắt được rồi. Hắn khai là do chơi ma túy xong thì vô tình gặp tao nên mới nảy sinh ý định, chứ không có phải là được ai thuê. Không phải sao? Tao có gặng hỏi, kể cả lấy ảnh con Thư ra, nhưng hắn một mực cũng không hé. Cái Nhung nghe vậy có vẻ tức giận. Mẹ nói chứ, tao tin chắc là con Thư. Không phải mày nói trước còn thấy nó ngồi nói chuyện với công an sao? Nó nhanh tay đi trước một bước rồi. Pháp luật cũng có lỗ hổng mà. Bây giờ hắn cứ nhận là một mình hắn làm, công an cũng chẳng còn cách. Mà mày làm gì ở trong đây đấy? Hôm nay không có khách sao? Nghe vậy, Kinh Nhung vội vàng cất điện thoại. Tao đang trực bàn, có điện thoại nên ra đây nghe thôi. Để tao có xin quản lý cho mày đến muộn rồi đấy, thay đồ mà làm việc đi. Nói xong nó trở ra ngoài, tôi đứng đấy nhìn nó đi khuất. Cảm thấy Nhung có chút gì đó kỳ lạ, nhưng giờ cũng không nghĩ nhiều nữa. Thay đồ xong, đi ra ngoài làm. Vừa đi tới sảnh chính thì thấy một bóng người có chút quen đi từ cửa sổng sộc lại phía tôi. Đến khi đối phương tiến lại gần, tôi nhận ra đó là mẹ của Hiếu.
Còn chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã lại gần tát muốn mặt tôi nổ một cái rồi quát lên. Cô đúng là cái loại hồ ly mà. Tôi đã cảnh cáo cô như thế nào rồi mà cô không nhớ sao? Bất ngờ thật sự khi tự nhiên bị ăn một cái tát mà không biết là vì đâu như vậy. Tôi đưa tay lên ôm một bên má của mình mà nhìn bà ta nói. Cháu nể bác thứ nhất là vì bác là người lớn, thứ hai là vì bác là mẹ của anh Hiếu, nhưng không có nghĩa là bác có quyền đánh cháu như vậy. Lần trước cháu có thể thông cảm cho bác vì tình huống đó, nhưng lần này thì bác đã quá đáng rồi đấy ạ. Tôi quá đáng à? Làm sao bằng cái loại yêu tinh nhiều thủ đoạn như cô? Tôi mới tức giận gắt nhẹ lên. Có gì bác cứ nói thẳng đi ạ. Lúc này anh Trung quản lý cùng mấy nhân viên nhà hàng, thêm một số khách khứa đi lại gần chỗ chúng tôi. Lại có chuyện gì thế Vi? Bà ta thấy đông người lại lớn tiếng hơn. Nhắc để cô nhớ nhá, thằng Hiếu nó có vợ có con rồi, cô đừng có đeo bám nó, rồi dở mấy cái trò bơm kích để vợ chồng nó đánh nhau nữa. Cô nghĩ nếu hai đứa chúng nó bỏ nhau là cô có chân bước vào gia đình tôi sao? Tôi nói cho cô biết này, cái loại phụ nữ có dã tâm như cô ấy, một kẻ tiểu tam như cô ấy, đừng có hòng qua mặt tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Tôi đang tức sẵn rồi cũng chẳng câu nệ. Bà nói cẩn thận vào. Ai là tiểu tam? Tôi phá hoại gia đình ai hả? Thế khi nãy cô đến nhà vợ chồng tôi làm ầm lên làm cái gì? Gái đĩ còn già mồm sao? Tôi trước giờ cứ nghĩ gia đình Hiếu là gia đình gia giáo, không ngờ mẹ anh ta lại là cái người ăn nói vô học như vậy. Bà ta nghe vậy trừng mắt nhìn tôi. Cô bảo ai vô học? Anh quản lý lúc này có lẽ thấy tình hình căng thẳng, vội vàng can ngăn. Xin lỗi bác, nhà hàng của cháu đang trong giờ làm việc. Nếu bác đến đây để xử lý chuyện riêng, hẹn bác hết giờ làm việc nhé, mời bác về cho. Bà ta trừng mắt quay sang anh quản lý. Nhà hàng mấy người tuyển nhân viên có nhân cách thấp kém như vậy, chuyên đi dụ dỗ người khác, thì làm gì có ai dám đến đây ăn nữa nào? Đến rồi để nó giật chồng của người ta à? Tôi lúc này không kiềm chế được nữa mà lớn tiếng. Bà đừng có ăn không nói có. Anh quản lý quay sang tôi gắt nhẹ. Vì thôi đi. Nói rồi anh ta lại nhìn sang bà mà nói. Nếu bác không đi, chúng tôi sẽ mời công an đến giải quyết. Bà ta nghe vậy nói thêm mấy câu nữa rồi hậm hực rời đi. Mọi người lúc này vẫn không ngừng bàn tán. Anh quản lý phải lên tiếng thì họ mới tản ra. Ổn định được mọi thứ, anh đi lại phía tôi nói. Vi đi vào phòng đi, anh nói chuyện. Tôi biết kiểu gì cũng bị khiển trách nên cũng im lặng đi theo đến phòng nội vụ. Anh Trung đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống, trông rất tức giận. Tôi cũng biết ý nên lên tiếng trước. Em xin lỗi. Lời vừa dứt, một thì rầm, tiếng tay đập bàn làm tôi giật mình. Đây là cái nhà hàng, chứ không phải là cái nhà của em. Mà em thích làm gì thì em làm. Anh Trung, nhưng là do bà ta kiếm chuyện với em trước chứ. Cho là như thế, em cũng phải biết cách làm mọi chuyện dịu xuống, chứ không phải đứng đó cãi nhau tay đôi với bà ta để mọi thứ rối tung lên như vậy. Rồi khách khứa họ nhìn vào sẽ đánh giá thế nào đây? Nhưng em còn cãi sao? Muốn cãi nhau thì để anh gọi thêm người đến đây cãi cho vui vẻ một thể nhé. Mặc dù uất ức nhưng phận làm nhân viên tôi vẫn phải nhịn xuống. Em xin lỗi ạ. Tháng này anh cứ trừ điểm kỷ luật để giảm tiền thưởng. Tiền không phải là vấn đề, mà vấn đề là bộ mặt của nhà hàng, em có biết không? Hôm trước cô cho mặt bao nhiêu khách hàng, em với cái Thư gây gổ với nhau, chuyện tới tai của giám đốc. Em có biết anh bị nói thế nào không hả? Tôi vào lúc này cũng chẳng biết nói gì ngoài một câu. Em xin lỗi. Anh Trung hở thở hắt ra một tiếng rồi im lặng, hồi lâu mới lên tiếng. Em tạm thời nghỉ việc đi. Tôi nghe vậy mà sửng sốt. Anh Trung, em biết là em có lỗi, nhưng không phải mọi lần đều kỷ luật trừ vào tiền lương sao ạ? Em hứa sẽ không để xảy ra chuyện như vậy một lần nữa. Không có gì đảm bảo cả. Việc mấy đứa em gây ra, nhưng người bị giám đốc khiển trách là anh đấy. Tốt nhất là em tạm thời nghỉ việc đi, ở nhà giải quyết chuyện riêng của em. Khi nào ổn thì xin làm lại, khi đấy anh sẽ suy xét. Anh Trung, không nói nữa, bắt đầu từ hôm nay nghỉ làm. Nói rồi anh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Còn tôi ở đấy chỉ biết uất ức đến ứa nước mắt. Sao mấy người bọn họ không chịu buông tha cho tôi chứ? Tôi về phòng thay đồ để thay quần áo, sau đó đem trả lại đồng phục nhà hàng, cho nhận lương rồi đi tìm cái Nhung. Thấy nó đang đứng trực bàn ở phòng VIP, tôi khẽ mở hé cửa rồi vẫy. Cái Nhung thấy cũng đi ra ngoài. Sao thế? Ta bị đuổi việc rồi. Nhung vừa nghe vậy thì tròn mắt trợn lên. Sao lại đuổi chứ? Mẹ của Hiếu tới làm ầm lên. Nói chung là chuyện dài lắm, tao kể sau, đưa tao mượn chìa khóa xe. Cùng lúc đấy, ở bên trong có tiếng gọi phục vụ. Nhung cũng không có thời gian hỏi thêm nên vội lấy chìa khóa xe đưa cho tôi. Tao vào đã, có gì tôi nói chuyện sau nhé. Tôi gật đầu cầm lấy chìa khóa nhưng cũng quay vào bên trong.
trở ra ngoài, đi lại bãi dắt xe, rồi đứng thở ngắn thở dài một lúc. Nhiều khi nghĩ ông trời cũng làm khó tôi quá rồi thì phải, sống mũi trở nên cay xè. Dù sao tâm trạng cũng không được tốt, về phòng lại chỉ nằm khóc một mình thôi. Tôi quyết định lấy số lương vừa nhận được đi mua sắm. Lấy xe của cây Nhung đảo quanh vài cái shop quần áo, cũng mua được vài thứ cho mình. Tiện tôi cũng mua luôn cho cây Nhung một bộ. Thanh toán xong xuôi, nhìn đã đến trưa, tôi định ra chợ mua ít đồ gì đó để nấu ăn. Đi ra khỏi cửa hàng quần áo, lại mở cốp xe để cất đồ vào, thì vô tình tôi thấy được trong cốp xe có một các sim đã bị tách lấy phôi ra. Cũng không nghĩ ngợi gì mà cầm lấy nó vứt đi. Nhưng bất chợt khựng lại khi thấy con số trên đấy, làm tôi có chút quen. Cẩn thận đọc lại dãy số ấy rất nhiều lần, rồi vội vàng lấy điện thoại ra lội tìm lại những cuộc gọi từ rất lâu trước. Thật sự tôi không dám tin vào mắt của mình, bàn tay cầm cái các đã trở nên run rẩy. Con số ghi trên cây các đấy lại trùng khớp với con số lạ đã nhắn tin dọa nạt tôi vào cái hôm tôi gặp tên điên kia. Tôi không tìm cho mình một lời giải thích hợp lý nào cho chuyện này. Đọc lại cái dãy số, chỉ hy vọng sai một chữ số thôi, nó lại trùng khớp đến kỳ lạ. Nhung, tại sao chứ? Tôi gần như mất hết cả tâm trí. Đã quá nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi, khiến tôi không cách nào tiếp nhận nổi. Lái xe trở về khu trọ, cũng chẳng buồn để tâm chống lấy quần áo vừa nua. Bàn tay chỉ cầm duy nhất cái cáp sim đấy, dán chặt mắt vào nó. Những con số dần dần nhòe đi vì thứ chất lỏng đang trực trào ra khỏi mắt. Không biết tôi đã ngồi bao lâu, nhìn cái dãy số ấy trong bao lâu, chỉ cảm nhận được không gian đang dần trở nên tối dần, cho đến khi bên ngoài có tiếng dép đi lại. Sau đấy cánh cửa phòng mở ra, tiếng công tắc điện được bật lên, căn phòng trở nên sáng trưng. Ơ, Vi, sao không bật đèn lên? Mày làm cái gì mà tao gọi mãi không được thế? Tao phải bắt xe ôm về đấy. Tôi nghe nhưng không có lên tiếng đáp trả. Cái Nhung thấy vậy lại tiến về phía tôi. Này, làm sao thế? Bộ mày bị nghỉ việc đấy à? Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra, cố gắng giữ cảm xúc của mình rồi nói. Nhung này, từ trước tới giờ tao với mày chơi với nhau, tao có làm gì có lỗi với mày không? Trả lời thật cho tao biết đi. Nhung nghe vậy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Mày sao thế con này? Lỗi làm gì ở đây? Mày có lỗi với tao mà tao còn chơi với mày đến giờ sao? Thế lại làm sao nào, nói tao nghe. Tôi siết chặt cái các sim vào trong lòng bàn tay. Trải qua suốt bao nhiêu năm đi học cho đến bây giờ, có thật là chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau to với nhau cả. Nhưng chuyện này là sao đây? Tôi đưa cây xác các sim cho Nhung, giọng có chút nghẹn lại mà nói. Tao thấy trong cốp xe của mày đấy. Nhung cầm lấy, sau đó cả gương mặt biến sắc, nó bắt đầu trở nên lúng túng. Cái này... Vi... Tôi cố nén lại những giọt nước mắt đang muốn trào ra, mà sống mũi vội cay xè. Tao có kể với mày, ngày hôm tao gặp chuyện, tao liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa. Hôm đấy mày lại về quê, cái số ghi trên các sim này trùng khớp với cái số đã gửi tin nhắn đe dọa tao. Như vậy là sao hả Nhung? Nó nhìn tôi, cái nhìn có phần lo sợ, mà càng chính vì cái nhìn đấy lại khiến tôi muốn phát điên lên vậy. Tôi không kìm được cảm xúc của mình nữa, nước mắt chảy xuống mà gào lên. Mày nói đi chứ, sao mày đối xử với tao như thế? Sao mày có cái sim ấy hả? Trả lời tao đi. Nhung lúc này đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, nó cũng lớn tiếng đáp lại. Phải, tao đã mua cái số đấy đấy, cũng là tao nhắn tin cho mày đấy. Cái tên đánh mày cũng là tao thuê đấy. Sao, được chưa? Mặc dù trong suy nghĩ của tôi đã nghĩ tới cái Nhung, nhưng khi Nhung tự thừa nhận, bản thân vẫn sốc khủng khiếp. Tại sao hả Nhung? Rốt cuộc là tại sao mày làm như thế? Rồi mày còn phải giả vờ chăm sóc tao, đổ hết mọi chuyện lên đầu cái Thư sao? Để làm cái gì? Nhung lúc này cũng khóc, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi không còn là cái dáng vẻ khi trước, mà thay vào đó là một sự thù hận chán ghét. Tại sao à? Mày còn không biết là tại sao sao? Tôi mím chặt môi mình để ngăn đi tiếng nấc. Khi nãy chẳng phải tao nói với mày, rốt cuộc tao đã làm gì sai, có lỗi với mày không? Mày chẳng làm cái gì có lỗi với tao cả, là vì tao chán ghét cái gương mặt của mày, gương mặt khiến ai cũng phải chú ý. Mày sao vậy Nhung? Mày có nhớ Khánh không? Khánh, cái tên ấy có một chút quen thuộc. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì là bạn học đại học chung với chúng tôi. Hơn nữa hình như cậu Nhung còn thích cậu ta thì phải. Liên quan gì tới cậu ta chứ? Nhung lúc này lại nói tiếp. Cậu ta học đại học với tao cả mày nữa. Chắc mày cũng biết tao thích cậu ta phải không? Tao nhớ có nói với mày vài lần. Và có hôm nhận bằng tốt nghiệp, cả lớp rủ nhau đi ăn uống. Có quá chén nữa
nên giữa tao và Khánh đã xảy ra quan hệ. Mày có biết khi tỉnh lại cậu ta nói gì với tao không? Cậu ta nói vì say nên nhìn nhầm tao thành mày đấy, mới để xảy ra chuyện đó. Cậu ta muốn quên tao đi, muốn tao giữ kín không nói cho mày biết, là vì Khánh nó thích mày. Chuyện lâu như vậy rồi, nói ra tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng mày biết mà, tao không hề thích cậu ta. Tao biết, nên tao cố gắng xem đó là sự cố thôi. Cho đến một ngày tao phát hiện ra là mình có thai, tao nói chuyện với Khánh, cậu ta chối bỏ tất cả và tao bỏ đứa bé đi. Tao không hiểu, tao đã cầu xin và khóc rất nhiều, nhưng cái tao nhận được là câu nói: nếu là Vi thì Khánh sẽ cưới cậu ấy, nhưng là Nhung thì không được vì Khánh không có thích Nhung. Bỏ đứa bé đi, tốt cho cả hai đấy. Và tao quyết định bỏ đứa bé. Nhưng mày biết không, bác sĩ nói thành tử cung của tao mỏng. Lần phá thai đó khiến tao khó có con. Tại sao hả Vi? Tại sao lúc nào cũng là mày? Hai đứa chơi với nhau, nhưng mà lúc nào mày cũng đứng trước tao. Kể cả là làm chung một bài luận văn thì cũng chỉ khen mỗi mình mày. Thế nên tao ghét cái gương mặt của mày. Tao thật sự chán ghét cái gương mặt của mày lắm Vi ạ. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe, vội vàng túm lấy bả vai của nó. Mày chưa bao giờ kể với tao những chuyện này. Kể với mày làm gì chứ? Để mày cười vào mặt của tao sao? Hay cho tao sự thương hại chứ? Nhung, mày thôi đi, tao không cần mày đồng cảm đâu. Việc mày đã biết thì tao cũng sẽ chẳng giấu. Con Thư và thằng Hiếu cũng là tao sắp xếp hai đứa nó ngủ với nhau đấy. Kể cả là chuyện mày có thai là tao cố tình để cho con Trang biết. Tao nhiều lần để cho Hiếu lại gần mày là muốn con Thư kiếm chuyện với mày. Hai đứa mày cắn nhau, tao ngoài cảm thấy vui vẻ, vậy thôi. Những lời Nhung vừa nói ra tôi quá sốc, còn hơn cả việc sự việc kia nữa. Mọi cái tôi có thể vì tình bạn mà bỏ qua, nhưng mà đứa bé trong bụng tôi, hóa ra người gián tiếp hại nó lại là bạn thân của mình. Tôi không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện, đứng dậy tát cho nó một cái. Đau khủng khiếp, đau trong thâm tâm tôi vậy. Sao mày làm thế với tao hả Nhung? Nó ôm một bên má của mình, hầm hập nhìn tôi gào lên. Tại vì ông trời yêu ái mày. Tại sao mày lúc nào cũng gặp được may mắn, còn tao thì không? Nước mắt tôi chảy nhiều hơn, cổ họng nghẹn đắng lại đến khó thở. Mọi chuyện tao có thể cho qua vì nghĩ chúng ta là bạn. Nhưng tại sao ngay cả đứa bé của tao còn chưa thành hình, mày cũng nỡ xuống tay với nó? Vụ việc kia tao sẽ không truy cứu nữa, coi như là trả ơn mày một thời gian qua đã chăm sóc tao, đỡ đần tao mọi chuyện. Nhưng từ bây giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa, tao sẽ chuyển đến nơi khác ở. Nói rồi tôi quay người đi lấy chiếc vali, thu dọn hết những đồ đạc của mình. Trong căn phòng trọ không quá lớn, chỉ còn âm thanh nức nở của cây Nhung. Còn tôi chỉ biết cắn môi mình để kìm nén mọi thứ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi nhìn qua căn phòng một lần nữa. Cây Nhung vẫn đứng ở đấy với hai hàng nước mắt chảy dài. Có lẽ nó muốn nói với tôi một lời gì đấy, và tôi cũng vậy. Chỉ là tổn thương quá lớn đã tạo nên khoảng cách, chẳng ai có thể mở lời trước. Cứ im lặng như vậy, tôi kéo cái vali đi thẳng ra ngoài. Trời bây giờ cũng đã tối muộn, tôi lấy chiếc điện thoại ra. Thế là cũng 9 giờ rồi, định với một cái taxi, nhưng chợt nhớ còn chẳng biết đi đâu nên lại kéo vali đi dọc con hẻ phố. Tầm này, phương tiện ngoài đường còn khá tấp nập, những quán ăn đêm trở nên đông đúc. Sự ồn ào ấy lại khiến tôi nhớ nhà. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, tôi thèm được một cái ôm của mẹ mình. Nhưng tôi sợ phải đối mặt với bố, phải trả lời thế nào về mọi chuyện đây. Con người có những năm tháng tưởng như không thay đổi, nhưng giờ bất chợt lại trôi đi nhanh trong tích tắc. Có những điều tưởng rằng sẽ là mãi mãi, nhưng phút chốc lại tan vỡ trong một sự lỡ lầm. Có những cái cứ ngỡ sẽ vượt lên trên mọi thứ, nhưng rồi phát hiện ra sâu thẳm trong tâm tâm là một cái tôi lớn hơn tất cả. Để rồi khi quay đầu nhìn lại, chỉ là một con đường trống vắng và duy nhất mỗi mình cô độc thôi. Tôi dừng chân trước một mái hiên của một ngôi nhà đã khép kín cửa, để gọn cái vali sang một bên mà ngồi xuống bậc hè. Đôi chân đã mỏi, thật sự chẳng còn muốn bước tiếp nữa. Những lúc này tôi chỉ muốn con sóng của dòng đời đẩy đi về đâu thì về như vậy. Tự cảm thấy bản thân đã chẳng còn ý nghĩa gì với cuộc sống. Tất cả đều lừa dối tôi như vậy. Chỉ dám tự trách mình đã quá xem trọng họ, nên bây giờ bản thân mới đáng thương như vậy. Càng nghĩ nước mắt của tôi càng rơi nhiều. Tiếng còi xe của phương tiện qua lại trở nên náo nhiệt, nhưng tôi cảm tưởng chỉ mình tôi ở trên đường vậy. Hai tay vòng lại đặt trên gối mà úp mặt xuống khóc nức nở. Bỗng lúc này cảm nhận chút ánh sáng vàng vàng của đèn đường bị bóng ai che khuất. Sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên. Sao lại ngồi đây trong cái bộ dạng này thế? Tôi mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên, qua những giọt nước mắt còn vương trên mắt, nhòe nhoẹt thấy được gương mặt nam tính của người đàn ông ấy, nhất là đôi mắt của anh ẩn chứa một nỗi tâm tình nhìn đến tôi. Điều ấy không hiểu sao lại khiến tôi càng thêm đau lòng.
Tình yêu của tôi mất, công việc duy nhất của tôi cũng mất, và rồi tình bạn lâu nhất của tôi cũng không thể giữ nổi. Cuộc sống này với tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Dương bất chợt đưa bàn tay lên, thấm nhẹ vào khóe mắt của tôi. Giọng nói trầm ấm ấy vang lên giữa con phố náo nhiệt. Chỉ có vậy mà em khóc thôi sao? Chẳng phải là em còn cả tương lai là tôi sao? Câu nói của anh vào lúc này không hiểu sao lại càng khiến tôi đau lòng hơn. Hiện tại còn chẳng giữ được, tương lai thì có thể sao? Em không giữ được nhưng tôi giữ được. Tôi im lặng nhìn anh một hồi lâu. Người đàn ông này trông vẻ ngoài có một chút gì đó không vững vàng, nhưng khi anh ta nói, đôi mắt lại cương quyết đến kỳ lạ. Anh thích tôi sao? Em nghĩ sao? Anh ta cũng từng nói thích tôi, nhưng rồi anh ta lấy một cô gái khác không phải là tôi. Cô ấy cũng từng nói yêu thích tôi, nhưng rồi vì một chút cảm xúc cá nhân mà phản bội tôi. Bọn họ cũng từng nói thích tôi, bởi công việc của tôi hoàn toàn tốt, tháng nào cũng nhận được tiền thưởng, nhưng rồi chỉ vì một chút rắc rối mà họ đuổi việc tôi. Anh thích tôi sao? Thích được trong bao lâu? Anh trở nên trầm lặng, nhìn tôi bằng đôi mắt có quá nhiều cảm xúc. Tôi không thể cho em thời gian nhất định, nhưng tôi dám chắc sau này sẽ không để em có một ngày ngồi đây than trách như vậy đâu. Tôi nghe vậy chỉ khẽ cười một cái. Phải rồi, anh ta chỉ thích tôi lấy gì để mà ép anh ta phải thích tôi mãi mãi đây? Anh có muốn uống rượu không? Một câu nói lệch chủ đề khiến Dương có chút ngây người. Tôi lúc này đứng dậy, cầm cái vali rồi vỗ nhẹ vào vai của anh. Tôi mời, nhưng anh phải để tôi đi nhờ xe. Dương lúc này bật cười một cái rồi cầm cái vali ở tay tôi nói. Hấp dẫn như vậy tôi từ chối làm sao được chứ? Đi lại xe của anh, rồi chúng tôi đến một quán nhậu đêm. Thật sự khi mà cảm xúc tồi tệ thì chỉ có rượu mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi gần như điên khi uống hết chén này đến chén khác rồi lại chuyển sang chai mới. Nhiều tới mức Dương phải lên tiếng gàn. Vi, đừng uống nữa, mai sẽ rất mệt đấy. Tôi mặc kệ lời anh nói, vẫn uống như điên. Mất đi tình bạn này tôi còn cảm thấy tổn thương hơn so với chuyện của Hiếu, nên tôi muốn uống thật nhiều, muốn mượn cái vị cay xè của rượu để át đi nỗi đau đó. Tôi không biết đã uống bao nhiêu, uống trong bao lâu, chỉ biết khi cổ họng kéo đến những cơn buồn nôn, tôi đã phải gục xuống rồi chẳng biết trời đất gì nữa. Ngày hôm sau tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng và đau nhức, tôi phát hiện ra tôi đang nằm trên một chiếc giường lạ, một căn phòng lạ. Chết tiệt, đến tôi còn chẳng biết tại sao tôi ở nơi này nữa. Cố lục lại trí nhớ, chỉ mang máng nhớ được tôi gặp Dương, rồi anh đi uống rượu và tôi uống rất nhiều, chỉ có vậy thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.